nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng FC Sa Quê, FC Trần Phú có mặt tại trận đấu cuối cùng giải bóng đá Tam Hùng Cup anh em năm 2022. Kịch tính hấp dẫn và rất đáng chờ đợi, đó là những từ mà chúng ta nhắc đến trên trận đấu này. Đối đầu giữa FC Sa Quê và FC Trần Phú trong trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Tam Hùng Trần Phú anh em năm 2022. Những hình ảnh được truyền tải trực tiếp từ sân bóng Thành Công Hà Nội và rất nhiều những hy vọng, rất nhiều những sự quyết tâm của cả hai bên Sa Quê, FC Trần Phú trong trận đấu được coi là trận chung kết El Clasico giải bóng đá Tam Hùng Trần Phú anh em năm 2022. Trận đấu hấp dẫn và rất nhiều những sự đặc biệt sẽ chờ đợi đón chúng ta trong những phút thi đấu sắp tới đây của cả hai bên. Để cho quý vị và các bạn dễ theo dõi hơn, FC Sa Quê trong trận đấu này họ ra sân với thủ thành mặc áo số 21, số 7 Đại Học, số 8 Sĩ Tuấn, số 10 Trần Bắc, số 12 Đức Long, số 19 Mạnh Quỳnh, số 20 Văn Hải và số 80 Lê Huy. Còn bên phía FC Trần Phú, 7 cái tên họ lựa chọn vẫn bao gồm từ thành máu số 1 Đình Phú, số 3 Thành Quốc, số 7 Văn Sung, số 16 Văn Khởi, số 18 Quang Sáng, số 27 Văn Hùng và số 33 Viết Thành. Ở trận đấu trước thì với lợi thế được nghỉ ở vòng đấu đầu tiên cũng như là theo dõi rất sát trận đấu trước đó giữa FC Trần Phú với FC Dragon thì Sa Quê đã giành một chiến thắng được coi là thuyết phục với 3 bàn không gỡ vào lưới của các cầu thủ CFC Dragon. Trong trận đấu này, nếu như FC Sa Quê chỉ cần giành được một trận hòa thì họ sẽ hiên ngang lên ngôi vô địch. Nhưng trong bóng đá thì không thể nói trước bất cứ một điều gì, nhất là khi đối thủ của họ trong trận đấu này là FC Trần Phú. Cuối cùng trong trận đấu này cũng được giữ sức để tung vào sân trong những phút thi đấu sắp tới nếu như FC Trần Phú cần. Đánh đầu! Lời chào đầu tiên của FC Trần Phú và đó là Văn Khởi. Văn Khởi nguy hiểm ra sao? Văn Khởi đáng chú ý như thế nào thì chúng ta cũng thấy được rằng trong trận đấu khai màn giải bóng đá Tam Hùng Tranh Cúp anh em năm 2022 trước đối thủ rất khó chơi như Dragon thì Văn Khởi vẫn biết cách tạo ra những điểm nhấn. Hải Coca, đây sẽ là cơ hội dành cho đội bóng áo tím. Trong trận đấu này thì FC Sa Quê họ bố trí rất nhiều những cầu thủ trẻ, những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cũng như là có tốc độ để gây ra những sự khó khăn cho hàng phòng ngự bên phía FC Trần Phú. Ít nhất là trong những phút thi đấu đầu tiên thì đội bóng áo tím cũng gây ra một chút bất ngờ. Đức Long, 3 trận đấu, trong đó trong trận đấu này thì FC Sa Quê họ lựa chọn một thử thành hoàn toàn mới, đó là sự xuất hiện của Đức Long. Ở trong trận đấu trước thì họ sử dụng tới 2 thủ thành, đó là Ngọc Trường cùng thủ thành còn rất trẻ đứng trong khung gỗ, và chính sự chắc chắn của cả hai cái tên án ngữ trong khung thành cũng giúp cho đội bóng này chưa nhận bất cứ một bàn thua nào cả.
cho mình chức cúp vô địch thì họ bắt buộc phải thắng trong trận đấu này. Nhà bóng khá hay, cơ hội đến với Trần Bắc. Quả bóng rất sắc. Sự khôn ngoan của Trần Bắc đã che chắn bóng và họ sẽ mở ra một cơ hội phản công. Trần Bắc không vào. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp. Một Sao Quê không còn nhún nhường và một Sao Quê không còn chơi phòng ngự phản công nữa. Họ đang chơi tấn công trực diện trước FC Trần Phú. Chúng ta thấy được rằng FC Sao Quê khao khát chức vô địch của giải bóng đá Tam Hùng Tranh Cúp Anh Em năm 2022 lần này ra sao. Họ đẩy mạnh và đánh trực diện thay vì cách đá nhún nhường và nhường lại thế trận cho đối phương, giống như trong trận đấu giữa Dragon. Có mặt kịp thời của Thành Quốc. Thành Quốc vẫn vậy, anh chơi đầy năng nổ. Ngay kể cả khi vị trí của anh có thể là ở tiền vệ hoặc ở khu vực cả hai biên thì số 3 Thành Quốc vẫn luôn đang thể hiện một nguồn thể lực dồi dào. Quang sáng trong trận đấu này, anh cũng được ban huấn luyện trao niềm tin khi quay trở lại vị trí quen thuộc của mình, đó là trung vệ phòng ngự lẫn tiền vệ hỗ trợ thiên hướng phòng ngự nhiều hơn của đội bóng áo đỏ. Trước đó ở trận đấu trước với Dragon thì anh được tạo cơ hội chơi vị trí tiền vệ có khả năng sáng tạo, nhưng phải chăng là quang sáng không phù hợp? Và bây giờ thì anh được quay trở lại vị trí quen thuộc của mình. Quả bóng rất mạnh vào chính mặt của số 7 bên phía FC Sa Quê. Đại học gần như là hướng chọn tình huống dứt điểm rất mạnh, đúng hơn đó là một tình huống dứt điểm của số 27 bên phía FC Trần Phú. Bóng áo đỏ Trần Phú họ chơi vẫn khá rình rập để lựa chọn những giây phút sơ hở của đối phương và trừng phạt những sai lầm đó. Đức Long và qua người rất hay, kịp không? Tốc độ của Trần Bắc trong tình huống vừa rồi không theo kịp trái bóng, và nếu như Thành Quốc để Trần Bắc thoát đi ở tình huống mà hoàn toàn hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ không đủ quân số để chống đỡ đợt phản công nguy hiểm mà FC Sa Quê đang tạo ra thì rất có thể bàn thắng sẽ đến đối với cá nhân của Trần Bắc. Dứt điểm đặng. Ý tưởng là rất tốt của Văn Hùng, nhưng nó mới chỉ đang dừng lại ở mức ý tưởng thôi. Và để thực hiện ý tưởng đó cần rất nhiều những yếu tố, cả không gian, thời gian cũng như cả một chút may mắn nữa. Văn Khởi. Sa Quê với việc họ có thời gian để theo dõi FC Trần Phú trước trận đấu với Dragon thì họ cũng đã đưa ra những sự điều chỉnh, đặc biệt là ở vị trí kèm cặp đối với Văn Khởi. Khi cầu thủ áo số 16 này có bóng thì tới 2 đến thậm chí là cả 3 bóng áo tím vây quanh anh. Pha băng cắt vừa rồi của cầu thủ áo số 20 Văn Hải bên phía Sa Quê. Hải Coca trong chiến thắng trước đó của FC Sa Quê cũng thể hiện được một phong độ tốt khi anh đóng góp vào công rất lớn vào những bàn thắng của Sa Quê.
công rất lớn trong hai bàn thắng của Trần Bắc, thuộc về hầu hết là những pha xoay sở của Hoàng Quẩy và cả Hải Cô Ca nữa. Lên bóng cho đội bóng áo đỏ, đây là Văn Khởi. Văn Khởi đủ khôn ngoan để có thể hãm lại nhịp một, để tạo ra sự khác biệt trong tình huống bóng vừa rồi. Văn Khởi và người không thành công nhưng vẫn đang là Văn Khởi. Trong chân Văn Khởi hình như đang gắn keo 502 hoặc cũng có thể là gắn 5 chùm. Thì mọi đường bóng đến với chân anh là rất khó để cắt đứt. Hải Cô Ca pha mở bóng thoáng lên phía trên. Trần Bắc quá đơn độc trong tình huống bóng vừa rồi, nó khiến cho anh không có quá nhiều những lựa chọn. Ba đánh hay phản công cho đội bóng áo tím. Có khoảng trống dứt điểm, không vào. Bây giờ sẽ là phản công cho FC Trần Phú. Cơ hội, Đình Phú đã dâng cao. Và ở ngoài sân thì ban huấn luyện không đồng tình với cách chơi đó của thủ thành áo số 1 này bên phía FC Trần Phú. Ở vị trí của anh cần một sự an toàn nhất định, thay vì đó là những tình huống dâng cao để tìm kiếm cơ hội khi mà FC Trần Phú được phản công ngược. Ra vào rất hay. Đây sẽ là cơ hội dành cho FC Trần Phú. Pha dứt điểm căng vừa rồi đã thuộc về cầu thủ mang áo số 33 Viết Thành. Sự lựa chọn bên hướng cánh trái của FC Trần Phú trong trận đấu này. Anh chạy đi. Văn Khởi. Bóng lại đến đúng vị trí của Văn Khởi. Văn Khởi lướt đi như một cơn gió và chỉ có sự xuất hiện kịp thời của Lê Huy mới giúp cho tình huống lên bóng vừa rồi của đội bóng áo đỏ trở nên đơn giản hóa đi phần nào. Nhưng chưa phải, nhưng không phải là không có cơ hội dành cho FC Trần Phú trong tình huống đá phạt này. Bóng hướng đến cái đầu của Viết Thành, một cầu thủ cũng sở hữu một nền tảng thể lực và cả thể hình rất lý tưởng. Được bố trí Viết Thành cùng cả Văn Khởi nữa đang là một cặp bài tổng hòa cả tốc độ, sức bật và sức mạnh về mặt thể hình. Không có lỗi trong tình huống bóng vừa rồi, Viết Thành hơi vội. Hơi vội trong pha dứt điểm trước đó của Viết Thành. Nhưng trọng tài đã cắt còi. Với những trận đấu trong khuôn khổ của giải bóng đá Tam Hùng Tranh Cúp anh em, thì điều lớn nhất của các đội bóng hướng tới không phải là chiếc cúp mà sự an toàn giữa những đôi chân vẫn đang là thứ mà cả đôi ba, mà cả ba đội bóng muốn hướng tới. Trọng tài cho phép các cầu thủ FC Trần Phú được thực hiện một tình huống đá phạt cố định lên, bởi trước đó Trần Bắc đã phạm lỗi với số 3 Thành Quốc. Cầu thủ nhỏ con nhưng sự tận hiến và sức chiến đấu là không phải bàn. Anh không cao nhưng luôn khiến người khác phải nhức ngước nhìn. Trần Bắc phản xạ kịp thời của Đình Phú đã cứu cho FC Trần Phú một bàn thua trông thấy. Khoảng trống xuất hiện trước mặt Trần Bắc và anh tung ra một cú sút rất mạnh. Đây là Trần Bắc đến 4 tình huống dứt điểm, anh có cơ hội để mở bàn cho FC Sa Quỳ.
Và thật sự bây giờ chúng ta mới thấy được sự lợi hại của tiền đạo áo số 10 trong màu áo của sắc tím Sa Quỷ. Một cầu thủ có khả năng tỷ lệ tốt, và những tình huống của anh sử dụng khiến chúng ta liên tưởng đến những tiền đạo tại sân 5, sân chơi Phút Sản, những pivot có khả năng xoay sở, dễ dắt bóng và tung ra những tình huống dứt điểm mà trước đó họ gặp rất nhiều những mặt thua thiệt khi đứng ngược với khung thành của đối phương. Trần Bắc, cầu thủ áo số 10 làm luôn cả nhiệm vụ của một tiền vệ thu hồi bóng. Bóng rất sát, sự quyết liệt là điều chúng ta thấy qua từng trận đấu. Lên bóng cho Sa Quỷ, tốc độ Đại Học, Đại Học khống chế bước một không tốt, nhưng cũng phải đáng khen với pha chuyền bóng trước đó của Mạnh Quỳnh. Cầu thủ mang số 19 đã vẽ ra một ý tưởng rất mới trong cách tấn công và lối chơi tấn công của đội bóng áo tím. Pha đánh xẻ nách giữa tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ. Những điểm yếu của FC Trần Phú cần phải được khỏa lấp, bởi họ hiểu rằng khi để Sa Quỷ có cho mình một bàn thắng hoặc chỉ một bàn dẫn trước mà thôi thì khi đó sẽ là rất khó đá. Việc Sa Quỷ lấy phòng ngự, lấy tấn công để phòng ngự, lấy tấn công để uy hiếp khung thành của đối phương, và lấy tấn công để làm hạn chế những nguy hại dành cho đối phương là điều chúng ta thấy rất rõ. Họ không sở hữu một hàng tứ vệ quá chắc chắn, nhưng họ lại sở hữu một hàng công chơi đầy biến ảo, và nó khiến cho những đội bóng mà sắc tím Sa Quỷ phải đối mặt rất khó khăn trong từng pha bóng và trong từng trận đấu. Quang Sáng phản công nhanh cho FC Sa Quỷ. Sự có mặt của Viễn Thành là kịp thời khiến cho đường lên bóng của đội bóng áo tím bị cắt đứt. Ban huấn luyện có lý khi lựa chọn Viễn Thành, một cầu thủ vừa có khả năng hỗ trợ tấn công tốt mà vừa có khả năng làm cho hàng phòng ngự trở nên chắc chắn hơn bên phía FC Trần Phú. Trần Bắc, rất nhiều những khoảng trống đã lộ ra trước mắt với Trần Bắc. Trần Bắc với những tình huống dứt điểm như vậy thì rất khó để có thể tạo ra những dấu ấn. Tốc độ của Quang Sáng không kịp. Trần Phú có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 21 Trần Lâm sẽ được tung vào sân. Ban huấn luyện kéo Quang Sáng sang cánh phải và đưa Trần Lâm đầy sáng tạo vào khu trung tuyến. Trần Lâm, sự nhanh nhẹn của Trần Lâm là rất đáng cần khi đối mặt với đội Sa Quỷ, một đội bóng chơi kỷ luật ở phòng ngự. Và khi chuyển trạng thái tấn công thì Sa Quỷ cũng rất đa dạng. Mạnh Quỳnh, quả người rất hay của Mạnh Quỳnh. Thanh chạy đi. Mạnh Quỳnh đã gặp một sự truy cản rất mạnh mẽ đến từ tuyến tiền vệ bên phía đội bóng áo đỏ. Thứ 20 của hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số vẫn đang là không đều. Cả hai đội đang tấn công một cách miệt mài, nhưng bàn thắng và may mắn vẫn đang ngoảnh mặt đối với cả đôi bên. Một bóng áo tím đã phải nằm sân.
Theo sự quan sát của chúng tôi thì đó là Trần Đại Học. Tập tễnh của Đại Học. Pha phát bóng lên rất mạnh. Với những tình huống phát bóng ở sân 7 như vậy, những dấu ấn để tạo sự đột biến là rất lớn. Nhiều thủ thành có khả năng chơi chân tốt thì họ vẫn có thể tạo ra những đường chuyền, tung ra những tình huống dứt điểm từ phần sân nhà. Tình huống mà Đức Long thực hiện cho chúng ta thấy được rõ rằng Sa Quê không chỉ đa dạng trên mặt trận tấn công mà đến ngay cả thủ môn, họ cũng rất biết cách tạo nên những dấu ấn và sự đặc biệt. Vận Khởi đánh đầu, có đánh đầu chiến thuật so với và băng vào của Thành Kevin. Nhưng đáng tiếc thì Viết Thành trong tình huống bóng vừa rồi không thể tiếp cận được một điểm chạm phù hợp với trái bóng. Đức Long đã bị đầu. Pha va chạm trước đó khiến cho thủ thành bên phía FC Sao Quê không thể đứng dậy. Rất may đó là một tình huống va chạm quá phức tạp. Hải Cô Cả qua người rất mượt, tình huống truyền vào bên trong hơi bị động đến từ Trần Bắc. Trần Bắc bị giật mình trong tình huống bóng vừa rồi. Vận Khởi rất nhanh ra pha ra chân khiến cho những người hâm mộ bên phía FC Trần Phú trong tình huống bóng vừa rồi cũng phải phần nào đó phấn khích. Trần Bắc tuyến hai, bóng lại trúng vào người của một cầu thủ áo đỏ. Mạnh Quỳnh, đây là Sĩ Huấn. Rất lập bập và ngay lập tức FC Sa Quê đã có quyền kiểm soát trái bóng. Trần Bắc và qua người rất hay, vẫn đang là Trần Bắc. Trần Bắc là cầu nối giữa các tuyến, từ tuyến phòng ngự đến tuyến tấn công của đội bóng áo tím. Anh giúp cho đội bóng của mình có nhiều hơn sự lựa chọn trên mặt trận tấn công. Một tiền đạo đa năng, có khả năng chơi ở cả vị trí tiền vệ lẫn vị trí cánh và khi cần thì Trần Bắc cũng rất biết cách để mang lại những bàn thắng và mang lại những cơ hội dành cho đồng đội của mình. Vận Khởi 2-1. Đây là Viết Thành và nửa truyền nửa sút, và anh đã đánh toàn đánh và anh đã đánh lừa hoàn toàn cả đồng đội lẫn đối phương. Hải Cô Cả đẩy trong biến nặng bóng trong chân của Hải Cô Cả, pha mở bóng khá thoáng và đây là Trần Bắc. Rất nhiều những đường truyền và đường mở bóng đến hai cánh. Hải Cô Cả, một hiệp đấu đầy toàn tính đối với cả hai bên và chắc chắn bàn thắng sẽ đến nếu như hiệp hai Sa Quê lẫn Trần Phú đẩy mạnh lối chơi tấn công của mình. Và đến đây hiệp một xin được khép lại và hiệp hai sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. We'll be right back.
Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại hiệp 2 trận đấu giữa FC Sao Quê gặp FC Trần Phú trong trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Tam Hùng tranh cúp anh em năm 2022. Và kết thúc hiệp 1 thì kết quả vẫn đang là không đều. Một hiệp đấu mà cả Sao Quê lẫn FC Trần Phú tạo ra rất nhiều những cơ hội, nhưng với việc thần may mắn vẫn chưa mỉm cười và cả việc các cầu thủ chưa tận dụng được tốt những cơ hội của mình khiến cho trận đấu này vẫn đang dừng lại với kết quả là không đều. Đình Phú phát triển bóng lên phía trên rất nhanh. Ở đó có sự xuất hiện của Quốc Hùng. Hiệp thứ hai này thì họ chờ đón sự trở lại của cầu thủ mang số 23. Quốc Hùng sẽ trở lại chơi ở vị trí cánh phải quen thuộc của mình. Trước đó rồi nơi mà họ án hưởng bởi Văn Dũng. Hùng ơi, quả đẹp đấy Hùng ơi, này có ban thắng Hùng ơi. Lô và va chạm khiến cho một bóng áo tím đã bị đau. Nhưng tiếng còi của trọng tài không cất lên và các cầu thủ bên phía FC Trần Phú rất nhanh đã tung ra một tình huống dứt điểm. Đáng tiếc là nó đi trên khung thành. Văn Khởi để không có lỗi. Tốc độ đến từ Quốc Hùng. Văn Khởi đập nhà 1-2 không thành công. Sau những pha va chạm thì ngay lập tức các cầu thủ cả bên phía Sao Quê lẫn Trần Phú đã
không ngần ngại tạo ra những tình huống nguy hiểm liên tiếp. Cuối cùng, pha chơi bóng an toàn của Văn Khởi. Đội thiếu sáng tạo trong tình huống bóng vừa rồi của Trần Lâm. Tại hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía FC Trần Phú chỉ có duy nhất là sự thay đổi người, khi đó là sự xuất hiện của số 23 Quốc Hùng ở cánh tấn công hướng phải của đội bóng áo đỏ. Mấy cái tên vẫn đang được giữ vững bởi đó là một khối đội hình đang chơi ổn định. Trần Bắc, Trần Bắc, một siêu phẩm được tạo ra, một siêu phẩm được tạo ra bởi số 10 bên phía FC Sa Quỳ. Nhiều người đang không chú ý mà thật sự một phút lóe sáng của số 10 bên phía đội bóng áo tím đã khiến cho cả cầu trường phải bùng nổ trong một tình huống mà không nhiều người nghĩ rằng Trần Bắc có thể tung ra và bắt vụ lệ như vậy. Bóng găm tặng vào góc chữ A và rất khó đối với Đình Phú. Lại một lần nữa Đình Phú đứng chôn chân trong pha dứt điểm mà Đình Bắc tạo ra. Đáy biển. Sa Quê chơi một thứ bóng đá đầy mê hoặc. Họ khiến cho đối thủ bị du ngủ theo từng đường bóng, theo từng pha đan bóng từ cả phần sân nhà để đẩy cao đội hình. Và họ trừng phạt những sơ hở đó bằng những tình huống dứt điểm rất nhanh. Sa Quê cũng có sự thay đổi người đáng chú ý khi Hoàng Quẩy trong những phút thi đấu sắp tới được tung vào sân. Hoàng Quẩy, tình huống kẹp bóng của Hoàng Quẩy. Của Hoàng Quẩy đã ngã rất nhanh trong một tình huống mà tiếng còi của trọng tài chưa cất lên. Hoàng Quẩy tình huống lên bóng của Sa Quê, và bây giờ khi Sa Quê đang có lợi thế với cách biệt một bàn đang chơi theo cách đá của mình, cũng giống như trận đấu trước đó với Dragon. Quang Sáng, Văn Khởi gặp sự thua thiệt nhưng anh vẫn có thể tạo ra sự đột biến trong tình huống lên bóng vừa rồi của đội bóng áo đỏ. Trong đội hình của FC Sa Quê, họ cũng không chơi quá hay, nhưng với việc họ sở hữu những điểm nổ và những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm, đang giúp cho đội bóng này có cho mình nhiều hơn những lợi thế. Trọng tài xác định đó chỉ có một tình huống phát bóng lên cho FC Sa Quê mà thôi. Đức Long, tình huống phát động phát triển bóng lên của Đức Long. Pha phạm lỗi của Hoàng Quẩy đối với vị trí của Lâm Can Tê. Lâm Can Tê thật sự vẫn chưa thể hiện được quá nhiều, những đóng góp của anh vẫn còn hơi mờ nhạt. Kể được
kể từ khi được tung vào sân. Nếu như FC Sa Quê giành được chiến thắng và giành được chức cúp vô địch của giải bóng đá tam hùng tranh cúp anh em năm 2022 thì đây cũng là một kết quả xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. Dứt điểm hơi vội và pha dứt điểm đó là của Tâm Luca. Nhưng mà nhìn như là đéo relay hay sao ấy. Đức Lòng pha cắt bóng tốt của Lâm Can Tề. Bây giờ thì chắc chắn Trần Phú cần có cho mình nhiều hơn những sự thay đổi trên mặt trận tấn công. Sĩ Huấn cắt bóng tốt của Sĩ Huấn. Hải Cô Ca, sức dớn của Hải Cô Ca vẫn đang là Hải Cô Ca. Pha chuyền vào không thành công, phản công cho FC Trần Phú. Tốc độ rất nhanh. Những tình huống vừa rồi thì Sĩ Huấn cũng kịp lui về để cắt đứt được tình huống lên bóng của đội bóng áo đỏ đang tạo ra. Trần Lâm và xoay người dứt điểm của Văn Khởi. Anh rất muốn thể hiện được tài năng của mình và khẳng định được lại niềm tin của ban huấn luyện. Chào đến anh. Tốc độ của Hoàng Sáng vẫn đang là Hoàng Sáng, không thành công. Pha chuyền vào không thành công của Hoàng Sáng khi anh đã gấp phải sự tranh chấp rất quyết liệt của Sĩ Huấn. Cơ hội sẽ đến đối với FC Trần Phú ở những tình huống cố định này. Và đấm bóng an toàn đến từ vị trí của Đức Long. Văn Khởi tiếp tục lại là một tình huống đá phạt góc nữa. Tùng Quan Tề quá đáng tiếc trong tình huống nguy hiểm mà FC Trần Phú đang tạo ra, và họ phải chăng đang gặp những vấn đề đặc biệt là ở khu vực giữa sân, khu vực trung tuyến của Trần Phú trong trận đấu và trong hiệp 2 này trước Sa Quê vẫn chưa thể hiện được nhiều, khi phần lớn các cầu thủ và các vị trí đang chơi ở khu vực giữa sân bên phía đội bóng áo đỏ đều là những cái tên có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn. Trong khe xuyên tuyến vừa rồi là của Đại Học. Pha nhảy lên để tranh bóng. Và ngay lập tức Thanh Quốc bị đau. Tuấn Anh sẽ là sự thay thế cho vị trí của Thanh Quốc. Thanh Quốc trong một tình huống tránh bóng thì đã bị chấn thương, và phải chăng chấn thương gân kheo của cầu thủ mang số 3 này là không đơn giản. Anh không thể tự di chuyển được. Một sự mất mát rất lớn ở mặt trận phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ. Văn Khởi tránh bóng lên Hùng ơi. Và trao bóng không có gì khó khăn đối với Đức Long. Bóng vẫn còn trong sân. Lâm Can Tề chụp cho số 13.
Bây giờ thì Trần Phú đang gặp khó trên mặt trận tấn công và họ đang cần phải trông chờ nhiều đến những tình huống đá phạt cố định. Sự thiếu sót về mặt nhân sự trên mặt trận tấn công, đặc biệt là những cầu thủ có khả năng sáng tạo ở tuyến tiền vệ, khiến cho Trần Phú gặp khó trong việc triển khai đường bóng. Hoàng Sáng và dứt điểm thẳng. Trần Phú đang bị dẫn trước và nếu như họ muốn có cho mình bàn thắng thì họ cũng cần phải chắt chiu những cơ hội của mình. Và qua người không thành công của Sĩ Huấn, vẫn đang là Sĩ Huấn rất nguy hiểm với pha dứt điểm vừa rồi. Phản công cho FC Trần Phú. Quá mượt, Mạnh Quỳnh. Hoàng Quẩy. Niềm cảm hứng chơi bóng đã trở lại đối với Sa Quê và bây giờ họ có thể làm nhiều điều. Và va chạm giữa Tâm Can Tê với Trần Bắc trong pha di chuyển vừa rồi. Trần Bắc bóng rất lắp bập. Suýt chút nữa khi mà bóng vượt qua cầm tầm quyền soát của một bóng áo đỏ thì rất có thể Sa Quê có thêm cho mình một bàn thắng nữa. Hoàng Quẩy quá chậm chạp. Sự chậm chạp của Hoàng Quẩy khiến cho anh không thể thắng được trong pha tranh chấp vừa rồi đối với Quốc Hùng. Đình Phú. Trần Phú ở những phút thi đấu còn lại họ đang muốn quyết tâm để có cho mình một bàn thắng, hoặc nếu may mắn hơn thì họ có cho mình thêm một bàn thắng nữa để gỡ hòa. Thật sự để tấn công trước Sa Quê thì không phải dễ. Một đội bóng họ tấn công với một nhịp độ chậm chắc và những pha lên bóng đều rất chất lượng, chưa kể việc các cầu thủ trong đội hình của đội bóng áo tím luôn biết cách tỏa sáng rất đúng lúc. Nếu như chiến thắng này, chức vô địch này của Sa Quê tại giải bóng đá Tam Hùng tranh cúp anh em thuộc về FC Sa Quê, đây cũng là một chiến thắng xứng đáng, một
chiến thắng của khoảng khắc. Hải Cô Cả không có lỗi trong tình huống bóng vừa rồi, mở bóng khá thoáng và đây là Hoàng Quẩy. Hoàng Quẩy có cơ hội dứt điểm. Liên tiếp là những pha bắn phá đến từ đội bóng áo tím. Sa Quê muốn ghi thêm cho mình một bàn thắng nữa, và cá nhân của Trần Bắc cũng muốn ghi thêm và nâng cao thành tích ghi bàn của mình trong trận đấu này. Sa Quê có sự thay đổi người. Số 3 Hải Nam sẽ là người được tung vào sân trong những phút thi đấu sắp tới. Tốc độ đến từ Lâm Can Tê rất dễ bị bẻ gãy. Với kết quả hiện tại thì Sa Quê sẽ là nhà vô địch, còn Trần Phú sẽ là á quân của giải bóng đá Tam Hùng. Trong khi đó, đội bóng trẻ trung nhất của giải đó là Dragon sẽ chấp nhận ở vị trí hạng 3. Và phạm lỗi và trọng tài đã phải rút thẻ vàng đối với Tâm Can Tê, đối với Tâm Luca. Anh không có quá nhiều sự lựa chọn trong tình huống vừa rồi thì để Trần Bắc dễ dàng vượt qua. Và khi phải đối mặt với khung thành và ở đó chỉ còn sự góp mặt của Đình Phú thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 3-0, bàn thắng không đến trong tình huống bóng vừa rồi. Trần Phú đang dồn toàn bộ quân số để tấn công, có cơ hội. Khoảng trống là một điều gì đó rất xa xỉ đối với đội bóng áo đỏ trong trận này. Hải Nam và triển khai bóng rất nhanh lên phía trên. Trọng tài không cho đó là một tình huống dùng lỗi chạm tay. Hoàng Quẩy cũng rất khao khát có cho mình một bàn thắng. Rất nhanh, đó là Hoàng Quẩy. Hoàng Quẩy sẽ có phạt góc. Văn Khởi, những cố gắng cuối cùng của Văn Khởi, nhưng đáng tiếc là sự cố gắng đó của anh vẫn chưa được đền đáp một cách xứng đáng. Đây sẽ là cơ hội. Dấu chấm hết, thật sự là dấu chấm hết dành cho FC Trần Phú. Và đó là pha làm bàn của Đại học. Một tình huống ghi bàn giống như một pha đóng nắp quan tài thật sự đến từ vị trí của cầu thủ áo số 7. Thời gian còn lại là không còn dành cho những cố gắng của đội bóng áo đỏ. Tưởng chừng sự mạnh mẽ trong cách chơi cũng sự điều chỉnh phù hợp trong việc thay đổi chiến thuật và con người sẽ giúp cho FC Trần Phú có thể xoay chuyển được tình thế. Bây giờ thì ban huấn luyện bên phía FC Sa Quê muốn tung tất cả các cầu thủ được vào sân để tận hưởng cảm giác chơi bóng. Quân Gia Mốt là cái tên được tung vào sân. Văn Khởi, đây là Hoàng Sáng. Sa Quê không từ bỏ, lên bóng cho đội bóng áo tím. Hoàng Quẩy, bây giờ thì thủ thành Đình Phú cũng dâng cao. Anh không còn quá nhiều sự lựa chọn. Thời gian cũng không còn nhiều và chắc chắn là chiến thắng và chắc chắn là chức vô địch sẽ thuộc về FC Sa Quê. Alo anh ạ.
thấy giọng khác thì sao không dám nghe. Khánh Duy là người được tung vào sân ở những phút thi đấu còn lại. Cái loa em để ở đây này, bình luận với lại kỹ thuật bên đấy có thấy thằng nào sang ngoài đâu. Một pha dứt điểm thẳng. Tắt luôn rồi. Đấy bảo hỏi đây là đấy giải nghiêng bằng loạt kéo à. Thế là em bảo là để loa này. 21-27. 21-27. Thế hợp sẽ là lựa chọn cuối cùng trong những phút ít ỏi còn lại để hít thở bầu không khí của nhà vô địch. Nhưng liệu kịp không? Bàn thắng danh dự dành cho FC Trần Phú. Một bà cho FC Trần Phú. Cuối cùng thì những cố gắng của họ cũng được đền đáp. Loa trở ra đây rồi là để mà lấy. Một bàn cũng là một sự cố gắng hết mình của FC Trần Phú. Rất nguy hiểm. Và như vậy tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Xin chúc mừng FC Sa Quê đã là những người nâng cao chức cúp vô địch giải bóng đá Tam Hùng tranh cúp anh em. Và FC Trần Phú là á quân của giải đấu này. Còn Dragon, họ sẽ là những người giành tấm huy chương đồng. Và đến đây buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi xin được khép lại. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những trận đấu tiếp theo trên kênh sóng của VFTV.